Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình luyện tập và cải thiện vóc dáng cùng chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập mọi người rất hay bỏ quên. Đó chính là cánh tay. Mọi người lúc nào cũng muốn cải thiện phần cánh tay thon, gọn nhưng phải nhỏ và có những múi cơ dài, săn chắc. Vậy thì bài tập hôm nay dành cho các bạn rồi đó. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên các bạn vẫn sẽ siết chặt bụng. Hai chân mở rộng bằng vai. Đầu gối không thả lỏng quá, hơi trùng nhẹ. Tuy nhiên siết chặt đùi và siết chặt phần hông lại. Rồi, nâng cao ngực. Tay mở rộng. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn. Bài tập này sẽ rất mỏi đó. Tuy nhiên mọi người đừng nên hạ tay xuống nhé. Nhanh hơn nào. Chúng ta sẽ nhấn xuống thật nhanh, siết chặt cánh tay. Rồi, bây giờ mình sẽ xoay ngược ra sau nào. Khi các bạn xoay, cố gắng giữ thật thẳng cánh tay và sử dụng được cả phần lưng để xoay nhé. Và đừng quên cười thật tươi. Ngược lại nào. Các bạn xoay càng nhỏ càng tốt. Chúng mình đừng xoay rộng, hãy xoay thật nhỏ thôi. Rồi, giữ nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ gập tay xuống, lên, xuống, lên. Mỗi lần gập tay, các bạn hãy đánh tay xuống một cái. Bắt đầu mỏi rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ trước và sau, trước và sau. Chú ý, tay vẫn thật là thẳng nha. Và mỗi lần gập tay, các bạn lại đánh tay này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa tay vào, lên trên, giữ nguyên khung tay và chúng ta sẽ đập xuống. À, lên, đập, lên, đập, lên. Chú ý khi đập, nâng khuỷu tay lên. Một, hai, một, hai, một, hai. Đừng quên mỉm cười thật tươi và thật tự tin lên nhé. Một, hai, một, hai, một. Dừng nhanh hơn nào. Chú ý tay vẫn phải giữ vuông góc. Bắt đầu mỏi nữa rồi đúng không ạ? Mở, lên, xuống. Mở, lên, xuống. Dù có thấy mỏi thế nào chăng nữa, mọi người cũng đừng nên hạ tay xuống nha. Cố lên nào.